Với điều kiện tự nhiên thuận lợi và hệ thống thủy lợi giao thông nội đồng phát triển, Cát Tiên đang đẩy mạnh phát triển sản xuất lúa gạo theo hướng hàng hóa, trong đó chú trọng sản xuất lúa theo hướng hữu cơ. Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên cho biết, địa phương đang tiến hành kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ trên địa bàn. Theo đó, huyện hỗ trợ nông dân kinh phí mua lúa giống và vật tư phân bón hữu cơ triển khai trong vụ đông xuân 2024-2025. Có 17 hộ nông dân tham gia với diện tích 30 ha được hỗ trợ giống lúa ST25, chế phẩm sinh học và phân gà vi sinh đảm bảo chất lượng. Ngành nông nghiệp thường xuyên theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật, đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện. Tổng kinh phí thực hiện dự án là 180 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ trên 126 triệu đồng, nông hộ đối ứng trên 53 triệu đồng. Trồng lúa hữu cơ giá trị cao đang là hướng đi của nông dân Cát Tiên nhằm nâng cao giá trị hạt lúa đặc sản. Được biết hiện nay, huyện Cát Tiên dẫn đầu toàn tỉnh về diện tích lúa với khoảng 9.000 ha mỗi năm, trong đó có trên 7.500 ha lúa chất lượng cao, 500 ha lúa giống. Huyện Cát Tiên đã ban hành các quy hoạch về xây dựng, hình thành vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao với diện tích trên 1.300 ha để sản xuất lúa theo hướng hàng hóa, tạo nguồn nông sản chất lượng cao, phục vụ cho nhãn hiệu lúa gạo Cát Tiên. Trong đó đã có hơn 11 ha lúa sản xuất theo hướng hữu cơ.